Quy Nhân Bình Định có nhiều nét mới trong quá trình hướng đến V-League 2023-2024. Trong đó, tân huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy được kỳ vọng sẽ đem đến luồng gió mới cho đội bóng đất võ. Về cơ bản, bộ khung của Bình Định ở V-League 2023 không thay đổi so với mùa giải trước đó, nên trên lý thuyết, độ kết dính của dàn sao có thể hướng đến một thứ hạng cao hơn vị trí thứ ba của V-League 2022. Dù vậy, đội bóng đất võ đã không hoàn thành mục tiêu top 3 đã đề ra như đầu mùa giải xem đội bóng này thi đấu, đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng cho thấy họ rất đối mặt với rất nhiều vấn đề cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Rất ít cầu thủ của Bình Định thể hiện được chuyên môn như kỳ vọng. Chỉ có thể kể đến một vài gương mặt như thủ môn Văn Lâm hay tiền đạo Raf Kenson. Sự ổn định về phong độ giúp cho chân sút ngoại này có một mùa giải bùng nổ để giành ngôi vua phá lưới với 16 bàn thắng. Dù vậy, ấn tượng của một vài cá nhân không thể kéo theo một tập thể bứt lên phía trước. Văn Lâm ổn định ở dưới cầu môn, nhưng các hậu vệ khác lại chơi không ổn, hàng tiền vệ hỗ trợ phòng ngự chưa hiệu quả nên cả mùa giải đã phải thủng lưới đến 28 bàn. Đó là con số đáng để suy ngẫm. Raf Kenson chơi bùng nổ với 16 pha lập công nhưng cánh én không làm nên mùa xuân khi Jeremy chấn thương trong lúc các cầu thủ nội thi thoảng bới. Góp vui bằng một vài bàn thắng. Cả mùa bóng, phần còn lại chỉ có 7 bàn thắng. Chơi không ổn cả trong công lẫn phòng ngự bên cạnh yếu tố tinh thần nên cuối mùa, Bình Định chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trên 8 đội ở nhóm A đội bóng đất võ cũng không thể lặp lại thành tích chung kết cúp quốc gia khi bị Việt Theo đánh bại 1-0 ở bán kết, đành chấp nhận hạng 3 chung cuộc. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ra đi, sau khi cân nhắc, lãnh đạo Bình Định đặt niềm tin vào trợ lý Bùi Đoàn Quang Huy để bổ nhiệm vào ghế huấn luyện viên trưởng trưởng. Cựu tiền đạo của Bình Định này đã gắn bó với đội bóng trong thời gian dài vừa qua trong vai trò huấn luyện viên trưởng ở hạng nhất trước khi nhường ghế cho ông Nguyễn Đức Thắng ở mùa giải 2020. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy giữ vai trò trợ lý cho cựu hậu vệ đội tuyển Việt Nam. Về lý thuyết, ông Huy là người thích hợp nhất để ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng của Bình Định và lúc này bởi là người am tường nội tình của đội bóng, hiểu cầu thủ cũng như có kinh nghiệm chuyên môn về công tác huấn luyện, điều hành sa bản. Vấn đề còn lại là khả năng thích ứng của huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy trong vai trò của một huấn luyện viên trưởng ở môi trường khắc nghiệt như V-League. Bất chấp những chiêu trò để lãng giá đầu mùa cũng không khiến lãnh đạo câu lạc bộ Bình Định bận tâm, khi họ vẫn nhất quán với quan điểm đảm bảo tuân thủ đến hết hợp đồng với Văn Lâm. Phải thừa nhận rằng tuyển thủ quốc gia này là ngôi sao đáng tin cậy nhất ở đội bóng đất võ trong hai mùa giải vừa qua và ở V-League 2023-2024. Sự xuất hiện của thủ môn này không chỉ giúp cho Bình Định khỏa lấp khoảng trống dưới cầu môn mà còn sửa sai cho các hậu vệ vốn không quá xuất sắc của đội bóng đất võ trong thời gian vừa qua. Dự đoán là trong mùa giải tới, vai trò và trách nhiệm của người gác đền này vẫn nặng nề như những mùa bóng vừa qua. Bình Định chia tay một vài gương mặt đáng chú ý cả nội lẫn ngoại binh sau V-League 2023. Tuy nhiên, chỉ có sự ra đi của tiền đạo Raph Kenson là để lại sự tiếc nuối bởi phong độ cao, ngoài nổ lợi hại bậc nhất. Dù vậy, những ngoại binh có bản lý lịch tốt như tiền vệ Arthur Melo hay tiền đạo Erlen Sebastio hứa hẹn sẽ trở thành những Henryo hay Raph Kenson mới ở đội bóng đất võ. Về cơ bản, niềm tin cho sức mạnh của đội bóng ở mùa tới vẫn có thể sẽ không bị yếu đi so với mùa giải vừa qua. Với lực lượng hiện có, Bình Định có thể nằm trong top 6 chung cuộc của mùa giải. Về chuyển nhượng trước mùa giải mới của câu lạc bộ Bình Định, những cầu thủ rời đi gồm Lý Công Hoàng Anh, Raf Kenson chuyển đến câu lạc bộ Nam Định, Nguyễn Tiến Duy chuyển đến Quảng Nam, Jeremy trở thành cầu thủ tự do. Bình Định cũng đón nhiều cầu thủ tới gồm Vũ Minh Tuấn chuyển đến từ câu lạc bộ Hà Nội, Phạm Minh Nghĩa chuyển đến từ câu lạc bộ Nam Định, Vũ Xuân Cường chuyển đến từ câu lạc bộ Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đức chuyển đến từ câu lạc bộ Hà Tĩnh, Ngô Hồng Phước chuyển đến từ câu lạc bộ Bình Dương, Arturo Melo, Alan Sebastio Alexandre danh sách cầu thủ Bình Định tại V-League 2023-2024 như sau. Ở vị trí thủ môn gồm Đăng Văn Lâm, Trần Đình Minh Hoàng, Nguyễn Mạnh Cường. Ở vị trí hậu vệ có Phan Ngọc Tỉn, Đỗ Thanh Thịnh, Trần Đình Trọng, Vũ Xuân Cường, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Văn Đức, Adriano Smith, Trịnh Đức Lợi, Malon. Vị trí tiền vệ gồm có Mạc Hồng Quân, Đỗ Văn Thuận, Đinh Thành Luân, Cao Văn Triền, Nguyễn Đức Hữu, Nguyễn Võ Minh Hiếu, Vũ Minh Tuấn, Ngô Hồng Phước. Nguyễn Xuân Tú, Phạm Văn Thành, Phạm Minh Nghĩa, VIK Teo Lê, Actu Zemelo. Các tiền đạo gồm Hà Đức Trinh, Huỳnh Thành Đạt, Erlen Sebastio Alex Genet.